gà lông đỏ và những người bạn bạn chắc đã từng nghe câu chuyện về hạt lúa mì và gà lông đỏ tuy nhiên nếu như bạn chưa có dịp nghe qua tôi rất muốn kể cho bạn nghe về câu chuyện thú vị này gà lông đỏ là một cô gà tốt bụng và nhiệt tình quá mức cô nàng hầu như chẳng bao giờ từ chối bất kỳ lời yêu cầu giúp đỡ nào từ bạn bè và luôn sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm trong mọi việc khi mùa thu hoạch lúa mì đến gà lông đỏ thật sự bối rối hàng ngày cô phải đi tham dự ít nhất là hai cuộc họp của các hội phụ nữ hội cứu tế hội từ thiện hội phụ huynh mà mình làm chủ tịch rồi còn phải trông giúp lũ trứng cho người bà con họ xa. Phải giúp trang trí nhà cho bác trống về hưu. Trầm công nghìn việc cứ đổ lên đầu gà lông đỏ, khiến cô chẳng còn mấy thời gian chăm sóc dọn dẹp nhà cửa. Thậm chí cả khi lúa đã chín đỏ trên mảnh ruộng nhỏ xíu của mình, cô cũng chưa thu xếp được thời gian để gạt. Không còn cách nào khác, gà lông đỏ bèn nhờ đến sự giúp đỡ của những bạn hàng xóm là mèo, chó và vịt đáp lại sự khẩn khoản của gà lông đỏ, mèo bảo rằng không thể giúp cô vì mèo còn phải sửa nắng. Chó thì bận đi săn, còn vịt thì cần sửa sang lại cái ao vốn đã rất đẹp của mình. Thật ra chó, mèo và vịt không phải là những người bạn xấu, nhưng họ đã quen với việc chỉ có gà lông đỏ mới là người giúp đỡ họ vô điều kiện bất cứ khi nào họ cần mà thôi. Thấy được thực tế đó, gà lông đỏ vô cùng thất vọng cô tự hứa với lòng sẽ không bao giờ thân thiết với những người bạn ích kỷ ấy nữa bận rộn suốt cả ngày với những công việc xã hội cuối cùng gà lông đỏ phải tranh thủ gặt lúa vào buổi tối tuy rất buồn vì thái độ vô tình của các bạn cô vẫn hy vọng rồi họ sẽ tự nhận ra và sửa lỗi vào một ngày nào đó đến lúc cần phải xây lúa thành bột và nướng bánh gà lông đỏ quyết định thử lòng các bạn mình một lần nữa nhưng cũng hệt như lần trước, tất cả bọn họ lại từ chối đến giúp cô. Thế là gà lông đỏ lại một mình, cầm cùi, tự xây bột, nhào bột và nướng bánh. Cho đến khi mùi thơm của bánh nướng bay khắp thị trấn, thì chẳng phải đợi lâu, chó, mèo và vịt nhanh chóng xuất hiện ở bậc thềm nhà gà lông đỏ. Lần này thì gà lông đỏ không kềm được cơn giận bấy lâu đè nén trong lòng. Cô ức ức bảo tôi không thể tin là các bạn có thể đến đây ăn bánh sau khi đã bỏ mặt tôi vào lúc tôi cần các bạn nhất lần đầu tiên chứng kiến cơn giận của gà lông đỏ chó mèo và vịt thật sự ngạc nhiên rồi từ ngạc nhiên họ chuyển sang bối rối ngượng ngùng khi nhận ra rằng họ đã cư xử không đúng với gà lông đỏ cả ba người bạn đều xin lỗi cô vì sự thờ ơ vô tâm và ích kỷ của mình Thế rồi, trước con mắt sửng sốt của mọi người, gà lông đỏ bỗng ngã gục xuống vì quá mệt mỏi sau những ngày làm việc vất vả. Khi gà lông đỏ thức giấc, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là các bạn mèo, chó và vịt. Mèo tặng cô một con chuột bằng pha lê thật đẹp. Chó mang cho cô gói bắp rang bơ thơm phức mà cô ưa thích. Vịt thì khệ nệ vác theo chai rượu champagne nhưng món quà quý nhất mà các bạn chia sẻ với gà lông đỏ là cách sống chủ động cân bằng giữa công việc xã hội và cuộc sống cá nhân các bạn đã dạy cô cách sống quan tâm đến bản thân mình bao gồm cả việc biết cách từ chối khi cần thiết cuối cùng gà lông đỏ đã có thể thư giãn và hưởng thụ cuộc sống mới yên bình của cô cô đã nhận ra rằng để được sống vui và sống có ý nghĩa đôi khi cũng cần biết nói không quan tâm giúp đỡ người khác nhưng biết từ chối khi cần thiết là bí quyết để sống vui vẻ và tự chủ gà lông đỏ và những người bạn chắc đã từng nghe câu chuyện về hạt lúa mì và gà lông đỏ. Tuy nhiên, nếu như bạn chưa có dịp nghe qua, tôi rất muốn kể cho bạn nghe về câu chuyện thú vị này. Gà lông đỏ là một cô gà tốt bụng và nhiệt tình quá mức. Cô nàng hầu như chẳng bao giờ từ chối bất kỳ lời yêu cầu giúp đỡ nào từ bạn bè và luôn sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm trong mọi việc. Khi mùa thu hoạch lúa mì đến, gà lông đỏ thật sự bối rối. Hàng ngày cô phải đi tham dự ít nhất là hai cuộc họp của các hội phụ nữ hội cứu tế hội từ thiện hội phụ huynh mà mình làm chủ tịch rồi còn phải trông giúp lũ trứng cho người bà con họ xa phải giúp trang trí nhà cho bác trống về hưu trăm công nghìn việc cứ đổ lên đầu gà lông đỏ khiến cô chẳng còn mấy thời gian chăm sóc dọn dẹp nhà cửa thậm chí cả khi lúa đã chín đỏ trên mảnh ruộng nhỏ xíu của mình Cô cũng chưa thu xếp được thời gian để gạt. Không còn cách nào khác. Gà lông đỏ bèn nhờ đến sự giúp đỡ của những bạn hàng xóm là mèo, chó và vịt. Đáp lại sự khẩn khoản của gà lông đỏ, mèo bảo rằng không thể giúp cô vì mèo còn phải sửa nắng. Chó thì bận đi săn, còn vịt thì cần sửa sang lại cái ao vốn đã rất đẹp của mình. Thật ra, chó, mèo và vịt không phải là những người bạn xấu nhưng họ đã quen với việc chỉ có gà lông đỏ mới là người giúp đỡ họ vô điều kiện bất cứ khi nào họ cần mà thôi thấy được thực tế đó gà lông đỏ vô cùng thất vọng cô tự hứa với lòng sẽ không bao giờ thân thiết với những người bạn ích kỷ ấy nữa bận rộn suốt cả ngày với những công việc xã hội cuối cùng gà lông đỏ phải tranh thủ gặt lúa vào buổi tối tuy rất buồn vì thái độ vô tình của các bạn cô vẫn hy vọng rồi họ sẽ tự nhận ra và sửa lỗi vào một ngày nào đó. Đến lúc cần phải xây lúa thành bột và nướng bánh, gà lông đỏ quyết định thử lòng các bạn mình một lần nữa. Nhưng cũng hệt như lần trước, tất cả bọn họ lại từ chối đến giúp cô. Thế là gà lông đỏ lại một mình, cầm cùi, tự xây bột, nhào bột và nướng bánh. Cho đến khi mùi thơm của bánh nướng bay khắp thị trấn, thì chẳng phải đợi lâu chó mèo và vịt nhanh chóng xuất hiện ở bậc thềm nhà gà lông đỏ lần này thì gà lông đỏ không kèm được cơn giận bấy lâu đè nén trong lòng cô ức ức bảo tôi không thể tin là các bạn có thể đến đây ăn bánh sau khi đã bỏ mặt tôi vào lúc tôi cần các bạn nhất lần đầu tiên chứng kiến cơn giận của gà lông đỏ chó mèo và vịt thật sự ngạc nhiên rồi từ ngạc nhiên họ chuyển sang bối rối ngượng ngùng khi nhận ra rằng họ đã cư xử không đúng với gà lông đỏ cả ba người bạn đều xin lỗi cô vì sự thờ ơ vô tâm và ích kỷ của mình thế rồi trước con mắt sửng sốt của mọi người gà lông đỏ bỗng ngã gục xuống vì quá mệt mỏi sau những ngày làm việc vất vả khi gà lông đỏ thức giấc cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh xung quanh là các bạn mèo chó và vịt mèo tặng cô một con chuột bằng pha lê thật đẹp chó mang cho cô gói bắp rang bơ thơm phức mà cô ưa thích vịt thì khệ nệ vác theo chai rượu sâm banh nhưng món quà quý nhất mà các bạn chia sẻ với gà lông đỏ là cách sống chủ động cân bằng giữa công việc xã hội và cuộc sống cá nhân các bạn đã dạy cô cách sống quan tâm đến bản thân mình bao gồm cả việc biết cách từ chối khi cần thiết Cuối cùng, gà lông đỏ đã có thể thư giãn và hưởng thụ cuộc sống mới yên bình của cô. Cô đã nhận ra rằng, để được sống vui và sống có ý nghĩa, đôi khi cũng cần biết nói không. Quan tâm giúp đỡ người khác, nhưng biết từ chối khi cần thiết là bí quyết để sống vui vẻ và tự chủ. gà lông đỏ và những người bạn bạn chắc đã từng nghe câu chuyện về hạt lúa mì và gà lông đỏ tuy nhiên nếu như bạn chưa có dịp nghe qua tôi rất muốn kể cho bạn nghe về câu chuyện thú vị này gà lông đỏ là một cô gà tốt bụng và nhiệt tình quá mức cô nàng hầu như chẳng bao giờ từ chối bất kỳ lời yêu cầu giúp đỡ nào từ bạn bè và luôn sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm trong mọi việc khi mùa thu hoạch lúa mì đến gà lông đỏ thật sự bối rối hàng ngày cô phải đi tham dự ít nhất là hai cuộc họp của các hội phụ nữ hội cứu tế hội từ thiện hội phụ huynh mà mình làm chủ tịch rồi còn phải trông giúp lũ trứng cho người bà con họ xa phải giúp trang trí nhà cho bác trống về hưu trăm công nghìn việc cứ đổ lên đầu gà lông đỏ khiến cô chẳng còn mấy thời gian chăm sóc dọn dẹp nhà cửa thậm chí cả khi lúa đã chín đỏ trên mảnh ruộng nhỏ xíu của mình cô cũng chưa thu xếp được thời gian để gạt không còn cách nào khác gà lông đỏ bèn nhờ đến sự giúp đỡ của những bạn hàng xóm là mèo chó và vịt Đáp lại sự khẩn khoản của gà lông đỏ, mèo bảo rằng không thể giúp cô vì mèo còn phải sửa nắng. Chó thì bận đi săn, còn vịt thì cần sửa sang lại cái ao vốn đã rất đẹp của mình. Thật ra chó, mèo và vịt không phải là những người bạn xấu, nhưng họ đã quen với việc chỉ có gà lông đỏ mới là người giúp đỡ họ vô điều kiện, bất cứ khi nào họ cần mà thôi. Thấy được thực tế đó, gà lông đỏ vô cùng thất vọng cô tự hứa với lòng sẽ không bao giờ thân thiết với những người bạn ích kỷ ấy nữa bận rộn suốt cả ngày với những công việc xã hội cuối cùng gà lông đỏ phải tranh thủ gặt lúa vào buổi tối tuy rất buồn vì thái độ vô tình của các bạn cô vẫn hy vọng rồi họ sẽ tự nhận ra và sửa lỗi vào một ngày nào đó đến lúc cần phải xây lúa thành bột và nướng bánh gà lông đỏ quyết định thử lòng các bạn mình một lần nữa nhưng cũng hệt như lần trước, tất cả bọn họ lại từ chối đến giúp cô. Thế là gà lông đỏ lại một mình, cầm cùi, tự xây bột, nhào bột và nướng bánh. Cho đến khi mùi thơm của bánh nướng bay khắp thị trấn, thì chẳng phải đợi lâu, chó, mèo và vịt nhanh chóng xuất hiện ở bậc thềm nhà gà lông đỏ. Lần này thì gà lông đỏ không kèm được cơn giận bấy lâu đè nén trong lòng. Cô ức ức bảo, tôi không thể tin là các bạn có thể đến đây ăn bánh sau khi đã bỏ mặt tôi vào lúc tôi cần các bạn nhất lần đầu tiên chứng kiến cơn giận của gà lông đỏ chó mèo và vịt thật sự ngạc nhiên rồi từ ngạc nhiên họ chuyển sang bối rối ngượng ngùng khi nhận ra rằng họ đã cư xử không đúng với gà lông đỏ cả ba người bạn đều xin lỗi cô vì sự thờ ơ vô tâm và ích kỷ của mình thế rồi, trước con mắt sửng sốt của mọi người, gà lông đỏ bỗng ngã gục xuống vì quá mệt mỏi sau những ngày làm việc vất vả. Khi gà lông đỏ thức giấc, cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh. Xung quanh là các bạn mèo, chó và vịt. Mèo tặng cô một con chuột bằng pha lê thật đẹp. Chó mang cho cô gói bắp rang bơ thơm phức mà cô ưa thích. Vịt thì khệ nệ vác theo chai rượu champagne nhưng món quà quý nhất mà các bạn chia sẻ với gà lông đỏ là cách sống chủ động cân bằng giữa công việc xã hội và cuộc sống cá nhân các bạn đã dạy cô cách sống quan tâm đến bản thân mình bao gồm cả việc biết cách từ chối khi cần thiết cuối cùng gà lông đỏ đã có thể thư giãn và hưởng thụ cuộc sống mới yên bình của cô cô đã nhận ra rằng để được sống vui và sống có ý nghĩa đôi khi cũng cần biết nói không quan tâm giúp đỡ người khác nhưng biết từ chối khi cần thiết là bí quyết để sống vui vẻ và tự chủ gà lông đỏ và những người bạn bạn chắc đã từng nghe câu chuyện về hạt lúa mì và gà lông đỏ tuy nhiên nếu như bạn chưa có dịp nghe qua tôi rất muốn kể cho bạn nghe về câu chuyện thú vị này gà lông đỏ là một cô gà tốt bụng và nhiệt tình quá mức cô nàng hầu như chẳng bao giờ từ chối bất kỳ lời yêu cầu giúp đỡ nào từ bạn bè và luôn sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm trong mọi việc khi mùa thu hoạch lúa mì đến gà lông đỏ thật sự bối rối hàng ngày cô phải đi tham dự ít nhất là hai cuộc họp của các hội phụ nữ hội cứu tế hội từ thiện hội phụ huynh mà mình làm chủ tịch rồi còn phải trông giúp lũ trứng cho người bà con họ xa phải giúp trang trí nhà cho bác trống về hưu trăm công nghìn việc cứ đổ lên đầu gà lông đỏ khiến cô chẳng còn mấy thời gian chăm sóc dọn dẹp nhà cửa thậm chí cả khi lúa đã chín đỏ trên mảnh ruộng nhỏ xíu của mình cô cũng chưa thu xếp được thời gian để gạt. Không còn cách nào khác, gà lông đỏ bèn nhờ đến sự giúp đỡ của những bạn hàng xóm là mèo, chó và vịt. Đáp lại sự khẩn khoản của gà lông đỏ, mèo bảo rằng không thể giúp cô vì mèo còn phải sửa nắng. Chó thì bận đi săn, còn vịt thì cần sửa sang lại cái ao vốn đã rất đẹp của mình. Thật ra chó, mèo và vịt không phải là những người bạn xấu nhưng họ đã quen với việc chỉ có gà lông đỏ mới là người giúp đỡ họ vô điều kiện bất cứ khi nào họ cần mà thôi thấy được thực tế đó gà lông đỏ vô cùng thất vọng cô tự hứa với lòng sẽ không bao giờ thân thiết với những người bạn ích kỷ ấy nữa bận rộn suốt cả ngày với những công việc xã hội cuối cùng gà lông đỏ phải tranh thủ gặt lúa vào buổi tối Tuy rất buồn vì thái độ vô tình của các bạn, cô vẫn hy vọng rồi họ sẽ tự nhận ra và sửa lỗi vào một ngày nào đó. Đến lúc cần phải xây lúa thành bột và nướng bánh, gà lông đỏ quyết định thử lòng các bạn mình một lần nữa. Nhưng cũng hệt như lần trước, tất cả bọn họ lại từ chối đến giúp cô. Thế là gà lông đỏ lại một mình, cầm cùi, tự xây bột, nhào bột và nướng bánh cho đến khi mùi thơm của bánh nướng bay khắp thị trấn thì chẳng phải đợi lâu chó mèo và vịt nhanh chóng xuất hiện ở bậc thềm nhà gà lông đỏ lần này thì gà lông đỏ không kèm được cơn giận bấy lâu đè nén trong lòng cô ức ức bảo tôi không thể tin là các bạn có thể đến đây ăn bánh sau khi đã bỏ mặt tôi vào lúc tôi cần các bạn nhất lần đầu tiên chứng kiến cơn giận của gà lông đỏ chó mèo và vịt thật sự ngạc nhiên rồi từ ngạc nhiên họ chuyển sang bối rối ngượng ngùng khi nhận ra rằng họ đã cư xử không đúng với gà lông đỏ cả ba người bạn đều xin lỗi cô vì sự thờ ơ vô tâm và ích kỷ của mình thế rồi trước con mắt sửng sốt của mọi người gà lông đỏ bỗng ngã gục xuống vì quá mệt mỏi sau những ngày làm việc vất vả khi gà lông đỏ thức giấc Cô thấy mình đang nằm trên giường bệnh, xung quanh là các bạn mèo, chó và vịt. Mèo tặng cô một con chuột bằng pha lê thật đẹp. Chó mang cho cô gói bắp rang bơ thơm phức mà cô ưa thích. Vịt thì khệ nệ vác theo chai rượu champagne. Nhưng món quà quý nhất mà các bạn chia sẻ với gà lông đỏ là cách sống chủ động cân bằng giữa công việc xã hội và cuộc sống cá nhân. Các bạn đã dạy cô cách sống quan tâm đến bản thân mình bao gồm cả việc biết cách từ chối khi cần thiết cuối cùng gà lông đỏ đã có thể thư giãn và hưởng thụ cuộc sống mới yên bình của cô cô đã nhận ra rằng để được sống vui và sống có ý nghĩa đôi khi cũng cần biết nói không quan tâm giúp đỡ người khác nhưng biết từ chối khi cần thiết là bí quyết để sống vui vẻ và tự chủ gà lông đỏ và những người bạn bạn chắc đã từng nghe câu chuyện về hạt lúa mì và gà lông đỏ tuy nhiên nếu như bạn chưa có dịp nghe qua tôi rất muốn kể cho bạn nghe về câu chuyện thú vị này gà lông đỏ là một cô gà tốt bụng và nhiệt tình quá mức cô nàng hầu như chẳng bao giờ từ chối bất kỳ lời yêu cầu giúp đỡ nào từ bạn bè và luôn sẵn sàng nhận lãnh trách nhiệm trong mọi việc khi mùa thu hoạch lúa mì đến gà lông đỏ thật sự bối rối hàng ngày cô phải đi tham dự ít nhất là hai cuộc họp của các hội phụ nữ hội cứu tế hội từ thiện hội phụ huynh mà mình làm chủ tịch rồi còn phải trông giúp lũ trứng cho người bà con họ xa phải giúp trang trí nhà cho bác trống về hưu trăm công nghìn việc cứ đổ lên đầu gà lông đỏ khiến cô chẳng còn mấy thời gian chăm sóc dọn dẹp nhà cửa thậm chí cả khi lúa đã chín đỏ trên mảnh ruộng nhỏ xíu của mình cô cũng chưa thu xếp được thời gian để gạt không còn cách nào khác gà lông đỏ bèn nhờ đến sự giúp đỡ của những bạn hàng xóm là mèo chó và vịt Đáp lại sự khẩn khoản của gà lông đỏ, mèo bảo rằng không thể giúp cô vì mèo còn phải sửa nắng. Chó thì bận đi săn, còn vịt thì cần sửa sang lại cái ao vốn đã rất đẹp của mình. Thật ra chó, mèo và vịt không phải là những người bạn xấu, nhưng họ đã quen với việc chỉ có gà lông đỏ mới là người giúp đỡ họ vô điều kiện, bất cứ khi nào họ cần mà thôi. Thấy được thực tế đó,